Rồi anh em xem trục này. Trục này thì đúng là như mới luôn rồi. Cái lớp mạ này thì không ai có thể làm được nha anh em nhá. Những cái lớp mạ trục cốt không và lớp mạ này nó vàng vàng kiểu này đấy. Nếu mà nó mà đã lên cốt nha, cái này nó trắng tinh luôn. Thì cái biết ngay là cốt không, cốt 1, cốt 2 ngay. Nhưng mà riêng cốt không thì cái lớp mạ này không ai có thể làm được anh em ạ. Rồi, bạc này chắc là anh muốn dùng vài năm nữa, phải thay rồi. Vẫn còn nguyên màu chì nhá. Chào tất cả các anh em nhé. Thì lần đầu tiên cho em gửi lời chào đến tất cả mọi người. Chúc cho mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng. Công việc thuận lợi phát tài anh em nhé. Thì em vẫn đang bị bệnh anh em ạ. Thì vẫn cố ra để làm một cái video. Làm cái video để đăng cái con máy 6V kép để làm cái video quá trình, trong cái quá trình em thay đít bơm này và thay đít bơm và bổ trục cơ. Vì nếu mà em làm cái con máy này là em đã bán cho anh Muôn ở Kiên Giang. À đâu, anh Muôn ở Kiên Giang em ạ. Thực sự là anh Muôn ngày nào anh cũng điện cho em bảo dục cái máy lên, nhưng thực sự là em do em bị bệnh, thực sự là không thể làm được. Với lại thọ em nó không thọ nó chưa xuống hết, thế là không làm được, thế là không đủ tiến trình để giao máy. Thì hôm nay thực sự là anh Muôn ngày nào anh cũng điện bảo thôi anh thông cảm cho em, bây giờ em thọ thuyền không có. Thì những video trước em đã làm con máy này, em đã bán cho anh Muôn rồi nhé, ở Kiên Giang rồi nhé anh em nhé. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để đăng lên cái quá trình em thay đít bơm này, và làm cái video để em bổ trục cơ con máy này cho mọi người. Vì nếu mà làm một cái video và lổ máy cả tét máy cả ấy thì nó lâu quá, dài quá. Mấy em sẽ làm cái video quá trình thay đít bơm này với lại bổ trục cơ. Thì anh em xem là có cái điều gì mà nó chưa hợp lý hay gì thì kính mong mọi người đóng góp và góp ý kiến cho em để em có thể làm tốt hơn. Đây, cái đít bơm là em đã thay cho anh Muôn đây nha anh em nhá. Anh Muôn thì anh thích máy đen. Máy đen thì máy đỏ vẫn như nhau, tùy người, có người thì thích máy đen, có người thích máy đỏ. Rồi. Cái đít bơm này xong, sau khi em test máy xong em sẽ bổ trục cơ, vì có những con này em tự tin là em không phải kiểm tra nữa và em thay đi bơm luôn, vì máy nó vẫn còn nguyên bản, vẫn còn zin nhé anh em nhé. Máy nó vẫn còn zin, thì máy nó vẫn còn zin, đâm ra 100% là nhìn là nó biết nó là cốt không rồi anh em ạ, đâm không phải cần kiểm tra. Nhưng theo yêu cầu của khách hàng thì em vẫn sẽ cứ kiểm tra, vẫn cứ kiểm tra lại, và vẫn sẽ mở ra kiểm tra để làm video đăng lên cho. Có nghĩa là khách hàng người ta mất tiền thì người ta có quyền. Người ta có quyền được kiểm tra, vì mất đây cả con máy là một đống tiền mà anh em. Thì em vẫn sẽ mở trục cơ kiểm tra cho, làm video kiểm tra cho khách hàng theo yêu cầu của khách hàng. Thế bây giờ em sẽ cho anh em lổ test máy. Test máy xong ok, em sẽ đăng lên kênh. Lổ xong thì em sẽ cho anh em thợ bổ trục cơ và rồi sẽ đăng lên kênh. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ alo cho em nhá. Cần máy móc gì, cần tư vấn gì cứ alo cho em. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ lổ luôn. Quá ok luôn nhá. Em du luôn. Không uổng công của anh Muôn anh ấy chờ đợi. Con máy đen này hôm trước em đã ca rú gầm trời rồi. Con máy này quá chất rồi, máy còn nguyên zin hết. Không khói, không đổ hơi nhá. Đó lắm ra. Quá đẹp, quá chất lượng luôn.
coi như là phần phần thay bơm và test máy kiểm tra bơm đã xong nha anh em nhá. Còn bây giờ là còn mỗi và em bây giờ em sẽ cho anh em thợ bổ trục cơ nữa là ok, xong cái là em sẽ đóng ba led. Đây, cả hai con máy của anh, con này là của anh Cường ở Trần Văn Thời Cà Mau này, con này là của anh Muôn ở Kiên Giang này. Đấy, em sẽ bổ hai cả hai con, làm hai video cả hai con luôn. Bây giờ sẽ bổ trục cơ con máy của anh Muôn. Là nữa là xong là mai em sẽ đóng ba lết, lắp thiếu đồ đạc gì sẽ kiểm tra đồ đạc đấy và lắp ba lết cho anh thôi. Đây nhá, con máy của anh Muôn. Anh Muôn ở Kiên Giang ơi, mở ra trong sáng quắc luôn anh em này. Thực sự là con máy này, anh em xem những con ốc này nó vẫn còn xanh lét này, quá đẹp, quá mới luôn. Thực sự là mở ra nhìn con máy này nó như thế này thì chắc chắn là không bao giờ uổng công anh Muôn chờ đợi với lại lóng lòng chờ đợi, đặt niềm tin vào em. Một con máy này 1000 phần 1000 cốt không rồi. Anh em xem những con ốc, những cái chữ này của nó vẫn còn nguyên này. Tháo tháo ra thôi này. Đẹp rực rỡ luôn. Xem được cái cổ trọng không? Cho nó xem nó ngược cái gì đó. Rồi anh em xem trục này. Trục này thì đúng là như mới luôn rồi. Cái lớp mạ này thì không ai có thể làm được nha anh em nhá. Những cái lớp mạ trục cốt không và lớp mạ này nó vàng vàng kiểu này ấy. Nếu mà có sự, nếu mà nó mà đã lên cốt nha, cái này nó trắng tinh luôn. Nhìn cái biết ngay là cốt không, cốt 1, cốt 2 ngay. Nhưng mà riêng cốt không thì cái lớp mạ này không ai có thể làm được anh em ạ. Rồi. Bạc này chắc là anh Muôn dùng 10 năm nữa không phải thay rồi. Vẫn còn nguyên màu chì nhá. Không cần xem biết là em khi em mở con máy này ra em biết là chắc chắn là nó là cốt không rồi, nhưng do yêu cầu của khách hàng thì đây STD nhé mọi người nhé, STD à. Do yêu cầu của khách hàng thì em vẫn phải bổ ra, vì khách hàng người ta bỏ ra cả 100 triệu để mua con máy thì người ta có quyền đòi hỏi, người ta có quyền mình phải đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng. Đây. Bạc quá đẹp luôn nhá. Đấy, cứ mở ra xong là tí anh còn chụp ảnh nữa mà. Rồi, STD này, bạc theo máy luôn nhá mọi người nhá, bạc theo máy luôn. Coi như là con máy của anh Muôn ở Kiên Giang à. Coi như là em đã làm xong hoàn thành tất cả các công đoạn này, thay bơm này, lắp bơm, test lại máy, kiểm tra chất lượng, kiểm tra bơm tất cả đàng hoàng hết rồi nhé anh em nhá. Coi như là đã xong. Bây giờ là sẽ là em sẽ đóng nắp trục, lắp bạc vào và lắp đáy tắc tê. Mai em sẽ đóng ba lét rồi sẽ gửi vào cho anh Muôn ở Kiên Giang. Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến anh. Chúc anh cùng toàn thể gia đình mình sang năm mới mạnh khỏe nha, công việc thuận lợi. Chúc anh mua con máy này về dùng thật bền thật tốt nha anh nhá. Mong là anh em mình nếu mà gặp nhau về vấn đề con máy này sẽ không phải gặp nhau nữa. Nếu mà anh có mua máy mới hoặc là mua thuyền mới, lắp máy mới thì tìm đến em thì rất là vui vẻ. Còn nếu mà tầm 1-2 năm mà bảo anh hỏng máy, anh mua máy của em hỏng máy thì rất là buồn đấy anh ạ. Mong là sẽ không bao giờ có chuyện như vậy. Chúc anh về dùng tốt dùng bền. Xin chào và cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ kênh bán hàng của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.